Rồi giờ bấm lại nha, nói ba 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 mua quà cho mẹ nha. Hello. Hi. I need a present. You need what? I need a present. You need a present. Yeah. For mommy. Mommy needs a present? Yeah, and mommy is not crying. Okay. Yeah, so mommy will be happy. Mommy is happy. If she has a present. Here's a present. No. There. No, it's not. I don't have any present. I want a present for myself. Wait the present. No. Cái này là cái đồng đèn mẹ làm cho con mà đâu phải present đâu. That's not my present. That's my present to you. Oh. Yeah. Nó với bà nó là nó có váy mới rồi nó nói cái này đẹp, cái nó nói cái màu này đẹp hơn cái màu xanh, trời ơi ghê đó. Wow. Say I love you daddy. Wait a second. Wait a second what? What's a princess? What's a princess, daddy? What's a princess? I can't see what you're looking at. I like him for this. I love him for this. I don't know what princess that is. Princess Jasmine. Princess. Chay, con thấy con tự nhiên con đổ đồ mẹ ra chay. Trời đất ơi, mẹ với ba mới dọn xong bây giờ con đổ ra con làm. Baby, she messed up the whole room. She took out all the toys on the white basket. Oh my gosh. Trời đất ơi. Dẹp vô, bỏ từng món dẹp vô. Put all the toy back to the basket, please and thank you. Cất đồ chơi vô cái giỏ màu trắng cho mẹ, con lôi xuống con gỡ ra hết rồi, cất vô. Ok, bye bye baby. No. Oh, không hả? JD doesn't want to say bye bye yet. Bye bye ba nha. Không. Chứ để ba làm gì? Wait. I need to find my stuff. Con, you need to find your stuff? Nó đã để kiếm đồ của nó. Oh, được không? Kiếm gì á? Kiếm bánh hamburger hả? Wow, come here. Come here. Mở ra. Come here, lấy đây. Rồi, ngồi xuống này. Rồi, con tự mở đi. Cái này hình như nếu mà mẹ nghĩ không làm là chú Bình mua cho con đó. Chú Bình mà hay mua cho con váy đầm, đều chú Bình mua nữa. Chú Bình khoái gì? Cho chay mặc váy đầm lắm. Cái này là early birthday gift. Cái này là quà sinh nhật sớm chú Bình tặng cho chay đó. Trời hay ta, biết mở luôn hay ta. Wow, is it an Elsa dress? It's not an Elsa. Trời, từ từ thôi. Wow. Trời, sao mình bước lên cái váy vậy? Is it Elsa dress? Let me see, lấy mày coi có phải Elsa dress không? Đúng rồi, cái này nè, con thấy không? Con thấy có snowflake không? Cái bông tuyết nè, là cái này là cái áo Elsa dress đó. Rồi, mở này ra. Mở ra đi. Cái gì pants không phải, cái đó là cái váy luôn đó. Trời ơi, cái đầm đẹp ghê không? Con gỡ này. Con gỡ này, trời giỏi dữ ta. Rồi biết mở, thử mở đồ quá kìa, coi nè. Trời. Bậy không? Rồi ra luôn rồi kìa. Rồi con mở lên mẹ coi. Mẹ mở lên đây, cầm lên. Cầm lên, dơ lên cho mẹ. Cái đó là váy gì vậy? Ôi trời, mặc vô luôn hả? Nè nè con, cái váy này là cái váy hình. Trời ơi, coi cái váy này đẹp chưa? Cái váy này là hình của con này tên gì quên mất tiêu rồi ta? Flower. Con gì? Butterfly. Butterfly nhưng mà tiếng Việt là con gì? Yeah.
con bướm vàng. Con bướm vàng. Wow. Cái này mà trời ơi, cái này mà gặp á hả, cái gì đó. Cái này mà gặp á trời, còn mùa hè là mặc được rồi, nhưng mà thôi để qua Texas cho mình mặc cái đầm này hết không ha. Princess Jasmine. Princess Jasmine phải không? Yeah. Princess. Con nói Princess Jasmine. Chứ gì? Bây giờ nè, con nhìn vô đây con nói con cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Lớn lên. Cảm ơn chú. Chú Bình. Rồi, giỏi. Hả? How about your present? Mẹ đâu có đâu. Trời, trời. Trời, con tôi nó hỏi quà giùm tôi kìa, nó hỏi mẹ, mẹ quà mẹ đâu? Trời nó mẹ làm gì có quà? Chỉ có con mới được thôi. Không không không, cái đồ đó là của ba đi làm chứ không phải của mẹ. À. À đúng rồi, cái đó là của ba đi, ba đi làm đó. Không được, không, cái này không được mở ra. Cái này là daddy equipment tools and stuff. Có cái gì trong? Ủa có gì trong đó đâu nghe? Trời trời, nó để nó nghe. Okay. Yeah. Nghe rồi. Rồi vậy mẹ không có quà hả? Mẹ không có quà hả chay? Mẹ buồn quá, mẹ khóc lại chay ơi. Ôi quà, where's my present? Quà của mẹ đâu? Không có quà. Không có quà hả? Con lại con hôn mẹ cái tặng quà cho mẹ đi, mẹ đỡ buồn đi. Con iPad này quá chi. iPad đã hết pin rồi, nhưng mà bây giờ con lại con hôn mẹ cái cho mẹ đỡ buồn đi. Điện thoại làm chi? Điện thoại daddy ơi. À không muốn gọi daddy ơi hả? Rồi điện thoại daddy đi. Bấm đây, bấm điện thoại daddy ơi đi. Trời có cái thước mà đứng rồi. Đứng lại. Cái gì vậy? Đứng lại mẹ ơi. Cái gì vậy? Tự nhiên đâu bấm vô cái đó vậy? Trời có cái thước đứng gần người lớn ghê chưa? Ok. Ok, nói chuyện đi. Alo đi. Hello. Hello. Không có nghe hả? Bấm daddy. À bấm daddy phải không? Ok, rồi đứng im đây để mẹ bấm daddy. Rồi đứng im đây. Bấm daddy nói chuyện với daddy nha. Daddy ơi. Ừ. Daddy quá đau. Ờ, daddy rồi, rồi, nói chuyện với daddy nha. Khoan, khoan, khoan. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống nè, ngồi xuống. Mommy's crying again? No. And the one is, mom is big, What? I want, mommy needs a stuff. Oh, okay. Mommy needs a stuff. Mommy needs a stuff? Okay. Get her what she needs. Bye. Okay. No, can you buy mommy some present? Đó đây nè cô chú ơi, con chay nè cô chú nè. Nó lấy cái đầm của tôi ra, nó nói mẹ mẹ con muốn mặc đồ Halloween. Xong nó đi qua nhà bên đó nó phe bà Dolores. Cái bà Dolores nói là mày về mày kêu mẹ mẹ đeo vô cho mày cái dây nịt. Cái nó về nó nói mẹ mẹ cho con cái dây nịt. Rồi giờ. She want her belt. Trời nó muốn, nó nói ba nó là nó muốn cái dây nịt đeo giữa vật. Con làm gì vậy chay? Trời ơi, con nó lấy cái đầm tôi nó mặc. Mọi người không biết, mọi người nhớ không, Ngọc mặc cái đầm này lúc Ngọc có bầu chay á, Ngọc ăn gà ác, cháo nấu gà ác á, là Ngọc mặc cái đầm này nè. Cái tóc ngắn ngắn đó. Trời giờ cơ bả sinh ra đời bả mặc cái đầm của tôi thôi được không? Are we like a hamburger? Are we okay? Nó bán hàng cho bà rồi đó. Nó đặt sẽ gom đồ qua đây luôn cô chú ơi. Cô chú con nó gom nè. Tự nó gom hết ở nhà, tự nó kéo cái này, nó mở cửa nhà ra, nó kéo, nó gom hết nguyên đống đồ. What you want? I like a hot dog. Oh, I don't have a hot dog. You don't have a hamburger? Bà, nó hỏi là bà I muốn cái gì? Okay, I like a hamburger. Bà nói bà muốn hot dog. Well, do you have any tea? Yeah. Okay, I want some tea. No, không có hot dog, nó không có hamburger. I got tea. Hỏi nó, bà hỏi có trà không, nó nói có. Ask her what color tea. What color you got? A color one. Okay, I want that. What's wrong with my pants? What's wrong with your pants? Is it too tight? No, it's... Is it falling down? Let me fix it. Come here, let me see. I'm gonna fix it. Call the doctor. Doctor. Hey, doctor, can you tell what's wrong with my pants? No.
restaurant Elsa. Hello? 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 Doctor, Elsa is sick. Yeah. Okay, Elsa is sick. Oh, Elsa is sick. Yeah, tell the doctor, I got a problem. I got a problem. See, I got a problem. Okay. Oh my goodness. Well, can I have my tea now? Nó gọi bác sĩ đi tại vì Elsa bị bệnh rồi. Xong rồi cái hả Ngân. Xong rồi cái nó gọi xong rồi cái bà đi đâu rệt hỏi nó làm sao. Cái nó nói là hả bác sĩ nói là bác sĩ sẽ gọi lại. Được không? Say, like, nó chơi nhưng mà bà đi đâu rệt từ rồi sáng giờ luôn á cô chú ơi. Sao đây mày sửa cái quần coi làm gì mà cứ ấy cái quần ngoài vô đây coi coi. Bị gì? Okay. Đi chơi vậy đó chứ mà mất tiểu mất đầu là chạy mở cửa chạy nhà đi. Ngọc Lan ngồi làm việc mẹ mẹ mở tàn. I want my tea now. Okay. I want to eat this. Okay. I want to eat a hamburger. A hamburger? I want to eat what you want. Pizza. Okay. Yeah. Okay. Can you make me a pizza? Please. Trust you? Okay, I'll trust you. Okay, I'll wait for my pizza. Hello. Hello. I'm what you want? I wanted a pizza. What? This? But I'll have a hamburger if you got it. Có okay. Pizza, có hamburger không? Hamburger? Dạ, no. Bộ nó chơi đồ hàng á, cô chú ha. What is this? Ice taco. Oh, I'll take a taco. Okay, with this hair. What's wrong with your hair? It's all messed up. Uh-huh. Công chúa nào mà chơi với chay là toàn là thành công chúa đầu bù tóc rối không à? Yeah. Yeah. Hello. Hello. Okay, make me tea, please. No kidding. No kidding. You got a hamburger, I don't have any. Right here. Where? Okay. Trash me. Bye. Bye. Where are you going? I'm going to the store to buy you one. Okay, let's be nice. I'll wait. Hỏi đi đâu vậy? Nó nói là nó đi mua những cái gì mà bà cần. Đi á. Okay. Did you go to the store? Yeah. Are y'all back now? I give you my water. Oh, okay. Thank you. I give you my water, please. Okay, give her water, please. My tube water. Hi, my fingers. Okay, here we got one. My soup. Ooh. My sleepies. You got one more? My hamburger and my soup. Yeah, your soup, your hamburger. Hamburger with soup. And I get it for me, please. Yeah. Just buy one, then go to you. Okay. Mm. Okay, Mami. Goodbye. I'll be back. Cô chú giờ hết nói tiếng gì rồi. Can you help me? Yeah, watch your arms out here. Why?